quay 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Cái nào? Cái phân đoạn ở dưới nhà, dưới giang hồ vô. Ở dưới già quá mày ơi, cái phân đoạn đó là một tập của tao. Không phải cái lúc mà anh nằm ghế anh cười với hai chồng bà cười đó chứ ai. Trời ơi, quay một phân đoạn 1 tiếng rưỡi đồng hồ hai chồng cười không? Để mất cái cụ. Mày tại cái tập đó mày tâm lý mày không cười được thôi, chứ thử không tâm lý thôi mày cười không? Giờ cho nửa chai đi. Nửa chai lên trọn màu luôn. Trời con nhỏ bợm nhậu chứ sợ. Trời ơi. Nghe có rượu mà mọi người kìa. Ăn gái thì quyên không uống rượu. Đi ngủ. Trời ơi. Chú. Ủa. Nó diễn. Trời. Trời ơi. Trời ơi nè, đẹp chưa? Cảm giác, cảm giác, cảm giác. Lạnh. Lạnh người luôn á. Chai rượu ướp đá hả anh? Chai rượu đá. Vậy hả? Rượu đây nè. Ôi nè mọi người coi đẹp không? Đó. Rượu này có tóc xà cừ á. Cảm ơn Luận nha. Cảm ơn Luận. Trời ơi cái dưới. Mày bị kể cái tay nữa đi. Đâu có tại ổng bả đó. Tại hai chồng. Anh nhớ cái phân đoạn quay với Đế Thanh Long không? Anh nằm ngủ nè, hai chồng cười 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Giờ nó chạy lên like rồi, nó nói mình, nó đổ thừa, nó nhớ em à. Em á. Em rồi nào. Em quay là em cười nhiều nhất. Thì đó. Thì nghe với em được chưa? Trời vui quá à, vui quá à. Cảm ơn hai chồng anh chị nha. Trời ơi. Chưa. Đó, cái xe nè. Không có trừ nha. Đâu, không có trừ trong cái xe. Không nào cho chứ. Gà không anh? Khùng quá. Chưa ra khỏi phòng để gửi lại được á. Chị bấm được không vậy? Ai được, được nha, được nha. Ai kêu tôi đó, ai kêu tôi đó. Có cái bánh kìa. Không ai tin lý bằng tôi hết. Được hả? Ủa cái bánh sinh nhật á hả? Bánh sinh nhật nè. Bởi vì mấy người chỉ là lo như bề ngoài thôi. Nhưng mà vật chất bên trong cái này nè. Cái này mới là tâm hồn nè mọi người. Chưa, sao chưa qua mà được chưa? Lên, thử hả? Phải đố trước cho cái đèn cày nó sáng nó tăng tan ra. Tại vì cái đèn cày này lấy cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Ta nhìn cho cái máy mò con đúc kìa. Thì có nói đúc nè. Không, không, anh quay úp mặt vô. Anh không thấy sếp lại ăn. Rồi, tiếp nào, tiếp nào. Sếp